Mưa lớn kéo dài, lũ quét trên thượng nguồn đổ về đã gây sạt lở nhiều nơi ở các huyện vùng cao Quảng Nam. Đặc biệt, mưa lũ đã gây sạt lở nặng đường Hồ Chí Minh, đoạn qua Hát Tây Giang, do ảnh hưởng của bão số 5 gây mưa lớn, các huyện vùng cao của tỉnh Quảng Nam bị sạt lở nhiều nơi khiến giao thông bị ách tắc, việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Lũ quét từ thượng nguồn đổ về trong sáng 18 tháng 9 rồi lên nhanh, tràn qua nhiều đoạn trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua huyện vùng cao Tây Giang, gây ra sạt lở nghiêm trọng. Lũ đã khiến một số đoạn ta luy âm trên đường Hồ Chí Minh do Cục Quản lý Đường Bộ 3 quản lý bị hư hỏng nặng. Đặc biệt, đường Hồ Chí Minh đoạn qua thôn Xà ơi 1 xã A Vương, Hát Tây Giang bị mưa lũ gây sạt lở với chiều dài gần 20m, rộng gần 2m. Để đảm bảo an toàn giao thông cũng như tránh gây nguy hiểm cho người đi đường, lực lượng chức năng đã giăng dây rào chắn cũng như đặt biển cảnh báo. Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân Hát Tây Giang, đến thời điểm hiện tại, mưa lũ đã gây ra khoảng 130 điểm sạt lở lớn tại hầu hết các tuyến đường trên địa bàn huyện, nhiều cầu treo bị lũ cuốn trôi. Toàn Hát Tây Giang có gần 50 nhà dân bị ngập lụt, hơn 100 hecta diện tích lúa hè thu bị ngập úng, hàng chục con trâu, bò bị lũ cuốn trôi, hơn 10 ao cá bị lũ cuốn trôi, 10 hecta diện tích đất lâm nghiệp bị sạt lở. Rất may đợt lũ này không gây thiệt hại về người.